Cá này là cá gì ta? Cá bắp má. À, cá bắp má thì ngon ghê không? Cái chị Phương á, chị và anh Phương ở bên này nè, đi lưới hôm sáng đem qua cho hàng như đây nè, nhìn ngon ghê, xanh luôn, mập ú quay luôn, trời ơi con cá nó mập. Ôi rồi cá này ngon, chút xíu hàng muốn xả chiên nha. Giờ hàng làm cá muối cá cả nhà, cho muối vô, ngọt vô. Đó. Uống cục nó đi. Xong. Đâu là mình trộn cho nó đều một chút chiên ăn. Nó này ngon à. Chất chiên. Ta nó có sức khỏe lâu, còn tiểu đường mà má ăn ấy là không có sức khỏe đâu, nó mau bùng phát lắm á. Có chuyện phát rồi là mình chịu nổi đâu. Cá này mập thì sợ mập đi kìa. Chiên với xả chiên là ngon nhất. Hồi có gì nó canh. Hồi ra hái nấm rau lan vô luộc ăn. Chị cái thùng đường này của chị Bình Nhi thì ở đường Cách Mạng tháng 8. Chị ở này không gọi lên trên bánh xe trên quận 5, chèn xe quận 5 cho chị 1 kg tôm 10 con với 1 kg 14 con. Với còn cái này thì khô. Tất cả là khô. Khô này thì với 2 hũ mắm. Cái này là 2 hũ mắm tép với khô. À nữa cái khô cá đủ. Cái khô đầu ướp. Khô này mình chỉ việc chiên lên là mình ăn nha. Vì làm mắm me ăn cũng ngon. Còn không làm mắm me thì chiên lên vậy là đã ăn được. Này thì khô cá mén. Này khô cá khoai. Khô cá khoai. Thì chị lấy mỗi thứ nửa ký. Thì hằng lấy chị nửa ký. Còn cái này là khô cá chép. Khô cá chép kèo cái này. Thịt không à? Mấy khô này thịt không? Nó thịt hiền nữa, nó không có, không có ấy. Còn cái này thì khô dưới này thì chị lấy một ký khô cá ngát. Mình hút chân không rồi thì tất cả đều hút chân không hết. Bây giờ mình chỉ bỏ cho cái bịch này thì mình cột miệng lại, ở dưới thì có nước đá rồi thì mình đi chi trong ngày. Bây giờ giờ này sẽ gửi thì sáng hôm nay chị nhận được rồi. Tại giờ xe đi khó đi lắm, nhiều chuyến nó đi, nhiều chuyến nó không đi á, cho nên mình cũng khó. Cái thằng giờ này mình gửi cho chị Nguyễn, mà chị không biết tên, tên của chị tên gì quên hỏi rồi, nhưng mà có cái Zalo là Quy Nguyễn á. Chị lấy ba cái cá nè, cá đủ á, ra ha, chị nhờ thằng ướp nên để xả ớt vô với để mình ướp xả ớt với nghệ vô để mình ướp á, mình chiên lên cho thơm nha. Thì về chợ chị ăn, nếu mà có lạc thì chị cho thêm muối giùm cho hàng nha. Luộc mấy cục thịt cái nhà là mình ăn ăn bánh tráng tiếp luộc. Thì hôm qua vợ em nhường đem lên ít tôm nhỏ nè, rồi mấy nó hồi để đổ bánh xèo sớm vòng vòng không đổ, mình ăn tiếp luộc luôn. Tép xào, chút nó hàng xào ít tép ăn. Đây cho cái dĩa với cái gắp đây mày. Nấu gắp thịt ra thịt chín rồi đó. Này à. Chín rồi quá. Luộc nãy giờ lâu rồi. Chín rồi. Ôi, đặt lú hả?
ở đó có má với tụi nhỏ cũng làm món này cho ăn, chấm mắm tép, thịt luộc chấm mắm tép với thịt với hồi nãy định mua một củ sắn về đang xào xào cái tép này nè, nhưng bây giờ không có củ sắn về hàng xào không luôn. Giờ mình đập tỏi, cái tép này nó nhỏ nhỏ nó dễ ăn, không có lật đầu lật đuôi chân để nguyên chút xíu nó đi kêu vợ nhượng lại ha. Chị quệ đâu xuống ăn thơm này, cào lên nó thơm, tại nó nhỏ quá cái nha, mình không có luộc luộc nó không ăn được ngon, mình cào đi. Nhưng mà được cái tép này nó mềm lắm nha, mình để nguyên cái đầu luôn. Cái này là tép của nó nhiều mà đóng đáy, đám hàng đáy, nó nhí nhí gì, nó tươi nó ngon. Nên ít thịt ngọt vô. Cho ít đường. Đường xong. Giờ mình làm cho nó chín luôn rồi. Chín bánh tráng. Có bánh tráng hổm anh chị khuyến cho anh Tạo á, anh chị khuyến cho. Ôi, cái này hồi mình xúc xúc nè. Ngon thôi. Cái này cơm không luộc. Dạ. Mãi thơm thì con chưa hôn thịt nào. Mặt trái. Thịt thấm. Cái này vậy là xong rồi, xong rồi mình cho cái dĩa đi. Tép con, bánh tráng này, cuốn bánh tráng. Mình cho cái dĩa. Bánh tráng nè em, tép nhỏ nhỏ xúc luôn. Xào, xào xúc. Em đi con ăn đi, bà hỏi lấy cái khác không? Mà cái nhà tép luộc, mời cả nhà ăn cơm chấm mắm, ở thịt luộc chứ thịt luộc chấm mắm, tép xào, tép nhỏ nhỏ mình đem xào luôn, của bánh tráng. Mời cả nhà, mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi, mời cả nhà ăn bánh tráng. Mời cả nhà ăn cơm. Dẹp với thằng này mời những đứa nhỏ. Đáng mày khổ xuống nước hả? Nhúng. Nhúng hả? Dạ. Khổ nước quá bao. Em tự lục khẩu vô em thấy cứ ngắt. Ăn thịt chấm mắm tép này. Đi học. Thấy cái nước đâu. Bữa không có một cái nữa đâu. Hả? Nhà có cái nữa. Đi học anh Bình ra nha. Bây giờ Thảo gửi về mỗi đứa một cái đó. Mực chú lại về làm gì? Đi mua đồ ăn. Cứ như chân
Tà hẳn nở lên. Có chạy lên chạy xuống. Ủa nó đi đặt lú rồi. Ủa nước mắm. Miếng cuốn không? Đó kìa. À, đó thấy chưa? Đó. Tôm rồi miếng dưa leo. Ngồi xuống đàng hoàng à. Mời cả nhà coi. Mẹ ơi con muốn đàn cá. Hả? Cá. Gì? Đẹp. Ăn gì con? Con cái này. Đúng đó. Con này không? Ừ. Cảm ơn chú. Hả? Cả cái nhà. Cả cái nhà ăn tép này hơi sức nào đâu lật đâu. Xúc đại đi, để đại vô nhiều nhiều, cuốn đại nhiều nhiều vô. Mấy bữa nay anh đi. Nhớ anh giữ. Nhớ không có nhớ đứt ruột đứt gan. Không ăn không uống luôn. Bỏ ăn luôn. Bỏ ăn mà nấu bún nước lèo son son. Bỏ ăn cơm luôn. Anh đi ở nhà ai cũng buồn, không ăn cơm nổi. Đói gần khóc. Để đại tép vô luôn em. Đó. Để đại nhiều nhiều vô. Tép to nhỏ nhỏ. Tép này sao còn ăn gì có lý không ta? Hả? À, ngon chứ không có lý. Yeah. Không ăn bún nước lèo mà anh Tám. Bún lèo bún lèo. Bún qua thì làm vậy anh nãy đứng đứng cái cá gì á. Phải không? Ừ. Sao điện cho em? Hôm qua ở trong kia em chạy về. Thấy nó chở ba con cá mà ghe lưới lớn về. Ghe ổng vô quá. Ăn để cái cây nấu hay không? Sống điện cho em. Rồi ăn vô rồi thấy tiếp hộ. Thích chết. Vô đi làm về tới chỗ Vân Thành thấy nó chở hai giỏ rồi. Cá bự. Ủa sẵn con mới làm à? Dạ. Con mới đi làm. Dạ không con đi học. Nhưng mà giờ dịch quá người ta cho đi học tại nhà. Nhớ đi học nhớ bé Nguyên quá chịu không nổi. Dạ. Papa. Đi nha. Đi nhớ cực chân quá. Cực chân cực vàng. Thôi nó nhớ con thì ít. Nó mẹ nhiều. Cuốn đại tép vô đi con. Nó bự. Nó bự quá. Để bún hết thôi gì đâu mà để bún một cuốn đi trời. Con không ăn gì? Con có ăn. Kẻ. Đó, cái gì không? Để ăn không hả? Nó chán nè. Nó chán không hả? Chán chốt không. Gì với bánh tráng là không chạy. Không chạy à? Mà anh thì anh không thích cuốn. Em khoái cuốn. Cái nhậu cuốn cuốn vậy làm biến không? Xiên cuốn ăn chứ sao làm biến được. Không khiến ai cuốn cho ăn. Nước mắm cũng ngon nè, nước mắm vợ em làm à? Ừ. Làm hôm qua. Tép nữa đi. Để mắm tép vô, kẹp vô cho nó. Cô.
ấp vô vậy rồi hồi lấy ăn hả? Ừ. Mát, mát từ trong từ ngoài vô trong hả? Hả? Ừ. Quay con. Thịt nè. Nãy hàng mua thịt thì ngon lắm. Thịt sườn cốt lết. Nhớ mua cho tụi nhỏ ăn. Thịt này ngon quá trời. Sớm mà mua. Bây giờ mình để xả ớt vô, tỏi vô. Cái đuôi heo ngon ghê ha. Cái này làm xong cái mẹ lấy ra mẹ chiên á mà. Mẹ lấy ra mẹ chiên. Trong nhà này chỉ có mẹ đi bạn cũng như bệnh đi. Sớm có đem cá về rồi. Nhà mình ướp nước tương. Ủa còn muối nè. Đây cho con xin miếng muối nè. Ướp nước tương cho con xíu muối nè. Con nó sẽ để nhiều quá nó cũng mặn. Dạ. Cách hợp với muối. Còn anh Tâm á thì chỉ có xả ớt với muối cục ngọt thôi. Còn muối cho tụi nhỏ ăn thì khác. Cái này nè mẹ cái bắp cải đó không được đó mẹ. Đó, mua cái bắp cải nhỏ đó, còn bắp cải lớn không sách không ạ. Chị Trang một thùng nữa.